Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Khám Phá Sông Nước của mình. Mình là Bikit Lương. Hôm nay mình về quê ngoại của mình để thực hiện một cái món ăn rất là quen thuộc của người miền Tây luôn. Đó chính là kagi gà. Đây là phần gà mà bao gồm là hai con, mỗi con 1,5 kg. Thì mình đã mần mình sẵn hết rồi. Mình cũng chặt ra khúc khúc cho nó vừa gấp vừa ăn ha mọi người. Còn đây là phần kagi bột màu vàng rất là đẹp luôn. Còn đây là cái phần kagi hộp, mình sử dụng hai loại để cho tăng thêm cái phần ngon của cái nồi kagi của mình ha. Bên cạnh đó thì đặc biệt là không thể thiếu đó chính là khoai môn, mình đào sau nhà của ngoại mình ha. Ngoài ra mình có thêm một ít khoai lang nữa để cho mấy đứa nhỏ nó ăn, tại vì nó thích ngọt ngọt hơn. Còn đây là hành, nếu mọi người muốn ngon thì mình sử dụng cái phần gốc của hành thì nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Còn đây là nước cốt dừa, mình đã vắt ra hết rồi. Cái này bao nhiêu đây, một thao này thì khoảng 2 lít nước cốt dừa. Còn mình để cái nước cốt nhất thì để riêng, mình để sau nữa ha mọi người. Còn đây là hai cái lọn sả mà để mình bỏ vô cái nồi cho nó nước nó có cái hương vị của sả. Rồi sau khi đó thì mình chọn khoai lang với lại khoai môn chung với một ít kagi bột ha mọi người, để cho nó lên một cái màu vàng nè, để cho nó thấm đều cái màu ở bên ngoài của củ khoai nè, để khi mình cho vô cái nồi á, mình nhìn nó bắt mắt, mình nhìn cái là muốn ăn liền ha. Cũng tương tự như vậy thì cái phần gà nãy mình đã làm sạch rồi đó mọi người. Thì mình có sấy một ít tỏi cho nó thơm thơm lên ha mọi người. Ít tỏi cho nó thơm thơm lên rồi bắt đầu mình cho vào, mình chế vào cái phần gà mình đó. Rồi mình đảo đều lên. Đảo đều cho đợi mình để một chút cho nó thấm. Rồi tiếp theo đó thì mình mới lấy những cái cọng sả đó mọi người. Mình cái phần thịt này thì mình bỏ vô cho nó tăng thêm sự đẹp mắt. Còn về cái phần sả đó, mình sẽ có một ít sả để sau khi mình sắc nhuyễn ra rồi thì mình phi lên, phi cho nó, mình đảo đều, mình đừng để cho nó khét nha mọi người. Mình phi lên, mình đảo đều thì mình để khi nào mà cái sả này á, nó vừa vàng tới á, mình cảm thấy có nó có dậy cái mùi thơm rồi á. Tất nhiên là cái mùi thơm nó thì nó không có lên cái mùi như là tỏi đâu, nhưng mà khi mình ăn rồi mình mới cảm nhận được nha mọi người. Đó, này nó gần được rồi nè mọi người. Nó hơi vàng vàng rồi đó. Mình đợi cho nó hơi vàng. Okay. Mình cho nó vào cái màng lọc nha. Mình cho mình lấy cái phần sả thôi. Do cái nồi này nãy mình phi tỏi mọi người, nên mọi người thấy nó có nhiều chỗ hơi đen. Tại tỏi mình nãy mình lấy ra chưa có hết đó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra, mình chắc ra mình lấy cái phần sả thôi. Đó, mình để cho dầu nó lại ha, mình lấy cái phần sả thôi. Đây, sau đó mình cho vào cái thao mà mình nãy giờ mình để gà vô nè mọi người, mình để cho nó thấm cái tỏi cho nó cái mùi thơm á. Tiếp theo đó thì mình ra cái bếp củi mọi người, mình nhâm lửa lên, mình cho nó hơi cháy lên ha. Mình tạo cho nó hơi cháy lên chứ mình đừng có để nó lưu lưu quá, nó bị khói thì khi mình ăn á, nó sẽ bị cái mùi khói thì cái món ăn của mình nó không có được hấp dẫn cho lắm. Đây, sau khi cái nồi đã nóng lên rồi, bắt đầu mình sẽ cho vào cái phần gà mà nãy giờ mình đã ướp gia vị nha mọi người. Đó, cái này chị mình bắt đầu đảo ha mọi người, đảo đều, mình đừng có, mình phải đảo đều ha mọi người, để không thôi nó sẽ dính vào cái nồi của mình ha mọi người. Mình đảo đều cho đến khi nào mà cái phần thịt á, mình thấy bắt đầu nó săn lên này, nó hơi săn cái xung quanh cái phần thịt ngoài á. Đó, mình thấy cái phần này bắt đầu thịt nó gần săn lên rồi nè. Chưa, đang làm phóng sự về cái nồi kagi gà. Vì mùa dịch cho nên trốn dịch phải ăn gà thôi. Đó, bắt đầu mình thấy nó săn rồi. Tiếp theo, công đoạn tiếp theo là mình lấy mà 2 lít nước cốt dừa. Cái này nước cốt nhì nha mọi người. Đó, bắt đầu mình chế nước cốt nhì vô ha. Đó, mình chế cái nước cốt dừa, mình nếu mà mình nấu gà nhiều thì mình tăng cái lượng nước cốt dừa lên mọi người. Đó, mình bỏ vào cái lọn xả cho nó thơm. Đó, mình chế làm sao, mình ước lượng cái lượng nước cốt dừa làm sao mà nãy vừa ngập cái bề trên của thịt đó mọi người. Thì lúc đó là kể như mình đã đạt yêu cầu ha. Như vậy thì cái thịt mình nó đảm bảo nó chín được đều hơn.
cái nồi này mình mới có chế nước vô thôi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ đợi thêm cho khoảng nước nó sôi lên ha. Cái công đoạn này thì mình khoảng 15 đến 20 phút tùy mình để cái lửa lớn nhỏ ha mọi người. Để cho nước nó sôi lên rồi cái thịt nó bắt đầu chín chín ha. Đó, sau khi mà nước đã sôi mà thịt nó được rồi, bắt đầu mình đỡ đỡ rồi. Cái mình cho cái khoai môn với một ít khoai lang vô. Đây. Còn cái sả tiếp theo nãy mình còn lạng lọn á, mình bỏ vô. Đó. Do cái phần cái gà này của mình á là gà thả vườn hay mọi người, cho toàn là ăn lúa với lại ăn cơm thừa thôi nên cái thịt nó sẽ mềm. Nó cũng mềm, có chỗ thì nó sẽ dai, nó sẽ không có bằng như nếu mà mọi người làm bằng cái thịt gà đá thì mình bắt buộc mình phải nấu lâu hơn nha mọi người, nó mới chín, nó mới mềm được, mình mới dễ ăn. Đó, tiếp theo mình sẽ đợi cho nước nó sôi lên lần hai ha. Đây, mình nhìn khói bắt đầu bốc lên này, nước nó sôi ục ục luôn ha mọi người. Nhìn cái màu nó bắt đầu mình thấy nó đẹp ha mọi người, cái màu vàng tinh tươm luôn. Đó, sau khi mình thấy được rồi bắt đầu mình sẽ lấy một ít khoai, vài cái củ khoai, khoai môn mà đã chín rồi đó mọi người, cái mình gấp ra cái tô, cái mình dệt ra cho nó nhuyễn ha. Để cho sở dĩ mình làm cái công đoạn này là để cho cái nước mà của mình á, khi mình ăn mình chan vô nó sẽ có hơi nhựa nhựa. Đó. Mình nấu thì mình canh khi nào mà mình xơm cái miếng thịt đó, mình gấp cái miếng thịt gà lên nè, mình xơm khi nào mà nó lủng nó xuyên qua được cái miếng thịt đó thì mình đã cải như chín nè. Nhớ nghe mọi người, xơm qua miếng thịt nha, chứ đừng có xơm qua gan hay là huyết đó, thì chắc ăn là nó phải lủng thôi, tại vì hai cái nó nhanh chín mà. Đó. Tiếp theo mình thấy thịt nó bắt đầu chín rồi thì mình chế nước cốt nhất lên. Nước cốt nhất là nước chốt mà mình lượt ra lần đầu á mọi người, còn nước cốt nhì là mình đã sang lần thứ hai rồi mình mới lấy nước cốt đó ha. Đó, bắt đầu mình đợi cho nó sôi lên ha mọi người, sôi lên cái nữa là bắt đầu mình ăn được rồi đó. Đó, mình cứ hành vô nè. Đó. Đó. Củ hành ở đây, hành lá nè, mọi người có thể lấy hành cộng á, cái gốc á nó sẽ ngon hơn. Đó, kể như là gì là đã hoàn thành được cái nồi kari của mình đó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ mình múc ra thôi. Đồ mình tất nhiên kari mình ăn kèm thì một thứ rất là quen thuộc muôn đời luôn, đó chính là bún. Đây mình chuẩn bị cũng khoảng 2 kg bún đó mọi người. Bên cạnh đó thì mình có chuẩn bị thêm cái món bánh mì nữa. 20 ở bánh mì với 2 kg bún. Đây mọi người ơi, ở quê mình thì giờ ai cũng ốm hết trơn á, tránh dịch nên rất là ít thôi. Ăn gà. Tránh dịch nên ăn thịt gà. Mình tránh dịch rồi mình không ăn dịch nên mình ăn thịt gà. Giờ là mình ăn mà dành cho 4-5 người ăn thì mình cần có 20 ổ bánh mì với 2 kg bún hà, chứ không có nhiều. Ăn nhiều quá thì cũng no với lại mình ngán nha mọi người. Mình chỉ cần ăn có nhiêu đây thôi là chắc đủ rồi. Nè mọi người, cái khoai nó chín tới ha mọi người, mình nhìn là mình thấy cái biết được là cái độ dẻo của khoai ha. Nhiều khi các bạn đi đó là khoai lang ha, còn cái này là khoai môn nè mọi người. Đó, ăn vô một cái là nó dẻo tới luôn mọi người ơi, nhìn thôi là mình đủ thấy thèm đó mọi người. Tại vì mình thì mình gấp đồ ít thôi, mình sợ mình ăn. Ôi. Mời mọi người cùng thưởng thức kari với mình ha mọi người. À, khoai nè mọi người, chín ngon quá chừng luôn rồi nè. Ngon quá mọi người ơi.
Em bây giờ lại đi chơi nhậu rồi mình chơi được kia. À, đến đây thì mình xin kết thúc video này mọi người. À, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người thấy hay thì hãy like share để ủng hộ tinh thần của mình ha. Hoặc là có thể để lại comment bên dưới ha mọi người. Xin chào. Dán con gà nhỏ nó bị xe cát. Hai chừng nào mới về. Dục rồi, nãy mới dục rồi. Chụp gì vậy? Chụp gì?